Bữa nay mình mua hàu về ăn hàu sống cả nhà. Giờ mình chà rửa. Mua hàu này mình nhờ người ta tách ra gì rồi cả nhà. Giờ mình chà xung quanh cho nó sạch. Mình chuẩn bị cái khay đá kế bên nè. Cái mình chà xong mình tách ra thì mình cho vào đó cho nó lạnh ăn cả nhà. Nó mình rửa chà sạch gì nè. Xong con hàu nè. Chắc to mình rửa sạch bên trong. Nó ba cái miệng nhỏ nhỏ mà người ta cạy cái cạy con hàu ra nó bị dính rồi cả nhà. Đó. Rửa sạch lại. Xong rồi mình để lên đá nè cho nó lạnh, hoặc là mình cho vào ngăn mát, ngăn đông đá tủ lạnh tí cả nhà cho nó lạnh con hàu lên ăn mới ngon nha. Trong lúc chờ hàu lạnh cả nhà, giờ mình sẽ pha nước chấm nha. Đây mình có gốc hành ướp lạnh nè, để tí nữa ăn cùng nè. Ngò gai nha. Mình sẽ lấy một ít lá ngò gai nè. Sắc nhuyễn. Sắc thiệt nhuyễn nha cả nhà. Rồi mình sẽ cho vào cái dĩa. Có lá ngò gai này á, nước chấm của mình nó thơm lắm. Đó, mình sẽ cho nước tương vào. Mình mua loại nước tương đặc ăn hải sản thì ngon nha cả nhà. Xong ở đây là tiếp mù tạt nè. Mù tạt này á, thì ăn nhiều cho nhiều, ăn ít cho ít nha cả nhà. Rồi mình sẽ phấy đều ra. Cái mùi nó nồng lên cả nhà ơi. Đó nó sánh nè. Thơm. Rồi mình sẽ cắt chanh nha cả nhà. Mình sẽ cắt chanh để dặn vào hàu. Cắt miếng vừa ăn gì nè. Đó, một con hàu miếng nhỏ gì là được rồi đó cả nhà. Chào cả nhà. Giờ mời cả nhà ăn cùng ba chị em nha. Hai bên đây là hai con em của em, nó chưa có biết ăn hàu cả nhà. Giờ hướng dẫn hai đứa nó ăn hàu cùng cả nhà luôn ha. Giờ mình cho chanh vô nè cả nhà ơi. Đó. Biết ăn hàu nhưng mà không biết ăn hàu sống. Nó ăn hàu chín không à? Hàu chín thôi. Xong mình cho miếng nước tương nè cả nhà. Xong mình nại. Nại cho nó ra nha. Đó. Cho ít lá lên cho thơm. Cho mình húp rồi mình mới nhai đá. Giờ mình húp cả nhà. Hít sâu lên để không hôi sặc nha cả nhà. Nhìn là ngon rồi đó. Nó nồng cả nhà, cái này mà viêm mũi là thông mũi luôn cả nhà. Nó chấm gốc hành. Ngồi nhìn. Ăn thử đi. Thôi kinh nghiệm đi. Con phải để ăn cái này xem nước tương này có bị nồng không hả? Nên mình trải nghiệm nặng miếng chanh vô. Nồng ngay cả nhà. Nặng dừa thôi, đừng có hết miếng chanh chua quá nữa. Ê mình cho miếng đó. Tương ăn được cái này là mát người lắm cả nhà. Được không? Được không? Đây đó. Hai đứa không lần có người tiên. Yêu mà con chị cho ăn này hoài chết luôn. Lần đầu tiên ăn hàu sống này. Hít vô hả? Ừ. Đừng có hút cái nước đó quá. Không biết ăn đừng hút cái nước đó quá. Hít sâu vô. Cũng được à. Ừ. Mát à. Ừ. Ê nó giòn bay. Ngon này đó. Thơm. Giòn. Ngon hết. Ôi em đổ đây. Gặn mất nước. Chết rồi. Không có hồi đâu. Ngon. Mát gừ à.
nó hơi ấy, nhưng mà có điều cái là nó thông mũi. Không à, anh chưa nè, anh hào sổng đến khóc. Cảm giác nó mát ngừ cả nhà. Không mà mát thiệt đấy. Không bị mát không có. Mời đi tìm cho người yêu. Ăn này phải tìm người yêu. Tới qua sao đời này nó nồng ha. Nó nồng. Ở đây hai đứa nó ăn thêm tôm nữa nè cả nhà. Tôm hấp. Được không? Ừ, em đã khóc rồi cả nhà ơi. Ngon mà nó. Ôi, năm con nữa. Nó tê ruột nha mày. Lắc lắc chờ ba cái chanh nó thấm. Ngon á. Mắc gửi à? Mắc nhưng mà cái mình ăn chưa quen. Mình ăn chưa quen cái wasabi nó hơi nồng. Cái này ăn con hào mới giòn thấy à. Con tôm đi. Hào tư. Tôm hào tư. Nó tươi cả nha. Đó. Cái này mà có hành phi rồi nữa cả nhà. Đó. Phải đó, mới đó mà mấy chị em ăn cũng muốn hết rồi đây nè. Cái nào bóc lên nè cả nhà, nhìn con hào nè. Ừ, con hào nó to. Một. Cái gì vậy đó? Linh não. Trời ơi, nó linh não rồi. Đâu đâu đâu, cho chén muối thôi rồi. Trời ơi. Đây em ăn cơm chấm với muối ớt cả nhà. Đây, ây da. Ngon quá. Ăn cái này sao chịu nổi nha. Tôm ngon. Thầm mời cả nhà đi mấy đứa. Có bộ này mình chiến nhiều hơn mấy đứa nó rồi cả nhà ơi. Có bộ tôm này ngon hơn nè. Nhưng mà hào ngon thiệt. Ăn mát. Ăn mát rồi. Nhưng mà nó chưa lạnh lắm à. Cái này chị ăn đâu thấy tanh đâu. Này không tanh luôn á. Chắc là không có quen. Nó ăn không quen cả nhà. Ừ. Chứ ăn gì lạnh lắm rồi đó. Cái này lạnh rồi. Ăn không có mùi tanh. Đó. Ăn không quen á. Nhìn nè, nhìn hào sữa nè. Đó, ở trong mình nó có mấy cái sữa nè. Ừ. Ăn miếng gâu găm. Tôm phải có gâu găm. Nốt hành ngâm đá. Lăn miếng tôm. Lăn miếng tôm cả nhà. Ăn cho có chắc rồi. Em làm con hào nữa rồi. Mới biết ăn nhưng mà nghe ngon. Tôm luộc chấm nước này cũng ngon. Tôm á, làm cái kiểu số Thái ăn sống ngon. Bữa nào mình làm số Thái ăn sống à? Là sao? Ngon. Mình phải làm tôm ra phải không? Tôm ra rồi mình làm cái nước sốt mình chế vô mình rưới. Chấm vô cái nước. Mà nó dai ha. Mì ngủ kiện nha, bữa nào làm tôm sống à. Mì hả? Nó xem ở trên á. Nó xem nó chưa ăn nặng hết trên luôn. Xem trên mạng. Tôm này ngọt thịt nè. Dai. Tôm dai. Còn hai con. Cuối con nữa. Cái ăn hàm này không cần dặn chanh nhiều đâu nhỉ. Nhận ít chanh đó. Nhiều ăn nó không ngon. Em ít là chanh chua chua. Chị thấy dặn chanh nhiều cái nó đau bao tử. Làm như làm ăn kiêng ghét cái bao tử nó bị xẹp, nó yếu cả nhà. Không lên não nữa. Chấm là chấm cả nhà.
Ngon. Gốc hành. Em biết ăn chảo hầu. Chảo hầu nấu ngon. Trần sơ quá ha. Cháo chín. Nấu cháo chín rồi mới để hầu. Nhất là hầu sữa cơm ăn lẩu á, cho vào cái muôi á, chằn nó đỡ vô chén, gấp ăn mát rượu luôn cả nhà. Hai đứa còn con không? Để cái muối lên đây nè Thu, cho nó lạnh lạnh. Tao quất luôn. Hầu này em mua 40.000 ký cả nhà. Này mua ký gửi nè, 60.000 ăn cũng được ha, đầy đủ chắc. Nồng. Ơi cái này mở nãy mình mua thêm cái gì gừng ngâm á. Gừng ngâm á. Mình mua về mình làm được mà. Đừng quên cả nhà. Mình ngâm giấm vào. Gừng ngâm giấm. Ăn ngon á, ăn chúng này ngon. Nhắc cái tới thèm tới cá hồi. Cái miệng độc đợi nhắc tới là thèm cả nhà. Sao lần tí mình đi siêu thị để mình mua cốc bồi mình ăn đi. Cái hồi sống á. Tí mình đi siêu thị đi, mình có hồi ăn đi, chúng đã thèm đi. Chị nhắc cũng thèm cả nhà. Thôi đừng nhắc gì nữa nha. Nhắc đồ gầm nào hộp gì lộn. Không, không à. Hết luôn cũng ngờ. Nói chị em kiến nhanh nè. Nò. Còn tôm. Tôm. Ơ nhưng mà mình ăn tôm á, ăn chừng 2-3 con là thấy nó muốn no hơi đó. Hải sản nó no ngang nhanh lắm cả nhà. Hơi ngon. Hải sản nó hay no à. Ăn không được nhiều á. Bữa sáng của ba chị em đó. Nhiều thôi cả nhà. Ăn nhiều thôi phải không? Ừ. Cho con tôm này. Mày, tôm này ngon chưa? Nhiều thôi tí đứa nào ngủ ăn bún chết đi. Ba tôm ham hồi đâu có đó. Đâu có nha, hồi tắt máy lại đủ vô đi ăn bún. Nhưng mà cái này nó muốn nhanh đổi. Nó no nhưng mà nó nhanh. Trời ơi, nó mà không no ngang chắc chết tiền quá cả nhà ha. Nhờ ăn nó ngon mà nó no ngang. Chứ nó không no ngang là xẹp ví. Ăn rau băm nhiều nhiều cho miếng dứa. Nhất là hú đạm nè. Ăn rau băm nhiều vô. Làm sao? Có kìm lại. Ý là miếng không có nó phải kìm đúng không? Đây nè. Nó chỗ mụn hết. Nó chỗ mụn trên mặt hết. Ăn mà nó không có chỗ sổ đó, nó chỗ đó cả nhà. Đây của mình nên mình mặc không chỗ nha. Ê. Chết luôn rồi cha ơi. Chết rồi. Đo da mặt đẹp. Ông ơi. Mấy ông nghĩ tầm bay không à. Ai biết ta đang nó không có chỗ sổ. Ngon quá. Dai ngon à. Tôm tươi quá. Tôm này cỡ này 350 ký. Mắc hả? Mắc. Đợt trước thì mua có 240. Đợt này lên dữ không biết. Xăng lên làm như kéo theo nhiều thứ lên cả nhà. Xăng lên uống mình ăn cũng lên 5.000 con bát. Shipper cũng lên mà vận chuyển lên. Shipper lúc trước 60.000 giờ 70 á. Xăng lên vận chuyển lên. Ba chị em ăn no rồi cả nhà ơi.
Hẹn gặp lại cả nhà ở video clip lần sau nha. Nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mấy chị em nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.